Xin mời Đào hát cùng với Selena bản Hạnh Phúc Mong Manh. Xin mời Đào. Dạ chào chị, có phải chị đây là... Dạ phải, chị là vợ anh Phương. Chẳng những biết và còn rất rõ hơn nữa. Anh Phương đã nói nhiều về chị. Vì vậy tôi đến đây muốn tìm ra sự thật. Vì trước hay sau thì cũng phải gặp nhau. Chị đừng nên dạy khờ hay giả bộ ngơ ngơ. Tôi đến đây không phải là nói lại nói qua. Nhưng trước sau gì thì chị cũng phải rời xa anh. Rồi thời gian sẽ trôi qua và tìm cho mình hạnh phúc. Mỗi niềm vui trọn vẹn sau này.
chỉ là người.